Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Blog. Video ngày hôm nay anh sẽ báo giá cũng như là anh sẽ review sơ lược cho anh em tham khảo chiếc quay G-Dix thì ngay các bạn. Quay G-Dix đời 2024 đời mới nhất các bạn, màu trắng rất là đẹp luôn. Những anh em nào đang dự định mua xe để đi làm thì chiếc xe này rất là đáng để quan tâm nha các bạn. Đầu tiên giá, báo giá cho anh em tham khảo giá của chiếc quay g tiết đời 2024 màu trắng này thì lăn bánh luôn trên dưới khoảng từ dao động từ 23 triệu cho tới 26 triệu nha các bạn giá nó dao động từ 23 cho tới 26 triệu nha các bạn tùy theo màu sắc nữa à, quay gửi chiếc màu trắng này thì anh thấy nó đẹp nó đẹp hơn mấy chiếc màu khác nha anh em màu xanh màu đỏ đó. nó không đẹp bằng màu trắng màu trắng này nhìn thấy rất là bắt mắt tổng thể nhà long thì rất là đẹp nha các bạn rất là cứng gáp luôn xe được trang bị bóng đèn halogen thường chứ chưa có bóng đèn led nha các bạn mặt đồng hồ thì hiển thị tất cả đầy đủ thông số cho anh em tham khảo luôn rất là đẹp Xe này thì không có nút bật tắt đèn, xe được trang bị ổ khóa thường nha anh em. Xe này mua đi làm là, là, rất là ok luôn, ngoài quen pha thì chiếc xe này rất là đáng để quan tâm để mua đi làm, tiết kiệm nhiên liệu. Khu vực này thì nó được trang bị màu đen các bạn, nhựa nhựa đen nha, đen nhám. Năm sản sức của nó là 2024 nha anh em. 2024. Dạng lông nó được thiết kế rất là góc cạnh nha anh em các góc cạnh luôn nó có nhiều chi tiết nó nó làm chiếc xe nó rất là đẹp những cái mặt cầu đèn thì danh thấy rất đẹp đèn chiếu sáng của nó thì được trang bị bóng đèn halogen đây tem Honda màu trắng còn quay tem quay GX rất là đẹp luôn màu trắng nhìn thấy xe nó sáng đẹp nhìn góc quay này cho thấy xe này nó nó đẹp xe được trang bị thắng đĩa nha các bạn thắng đĩa với heo dầu màu đỏ một bích tông bánh thì bánh mâm màu đen nhám phục cũng được sơn màu đen nhám luôn đây những cái quay này thì xe này khá là đẹp nè bên hông thì nó tem xe của nó là sport khu vực này thì dàn nhựa nó được sơn màu xám nha các bạn màu xám xe kết hợp với màu trắng tem màu đỏ xe được trang bị phun xăng điện tử fb quay gửi đít tem màu tem nổi nha anh em rất là đẹp luôn phục sau nó được trang bị buộc đôi màu màu đỏ bóng Bánh sau của nó thì là bánh mâm thắng đùm anh em chứ không phải là thắng đĩa nha. Giá lăn bánh luôn là trên dưới khoảng dao uh, động từ 23 cho đến 26 triệu nguyên chiếc màu trắng này nó tầm khoảng trên dưới 26 triệu. Màu trắng này thì nó mắc hơn. Đèn hậu của nó thì cũng được là đèn hậu uh, trang bị bóng đèn thường. Xe được trang bị phun uh, xăng điện tử nha anh em. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rồi danh chỉ quay sơ lược cho anh em tham khảo thôi nha. Video uh, danh uh, xin kết thúc ở đây. Anh em nhớ đón xem uh, các video tiếp theo của danh nha. Rồi xin chào anh em.